Xin được gửi lời chào tới các em học sinh. Chào mừng các em đã tham gia buổi học môn toán 10, nội dung hình học ngày hôm nay. Thầy là Nguyễn Đắc Thắng, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Qua các tiết học trước, chúng ta đã cùng nhau sử dụng phương pháp tọa độ để tìm hiểu về các đối tượng hình học là đường thẳng, đường tròn và elip cũng như là mối liên hệ giữa các đối tượng này. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các kiến thức chúng ta đã học trong chương 3 phần phương pháp tọa độ. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu buổi học. Thứ nhất, chúng ta đã bàn về phương trình đường thẳng và chúng ta được làm quen với hai phương trình đường thẳng mới, đó là phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng ax cộng bi cộng c bằng 0 với điều kiện a bình cộng b bình khác 0. Trong phương trình tổng quát, hệ số a và b của phương trình cho ta vector n có tọa độ AB là vector pháp tuyến của đường thẳng. Chúng ta có phương trình tham số của đường thẳng có dạng x bằng x0 cộng tu1, y bằng y0 cộng tu2, trong đó t là tham số nhận giá trị thực. Và trong phương trình này, x0, y0 sẽ là tọa độ của một điểm nằm trên đường thẳng và vector có tọa độ u1, u2 là vector chỉ phương của đường thẳng. Đối tượng thứ hai chúng ta đã được uh, tiếp cận và làm quen đó là phương trình đường tròn phương trình đường tròn có tâm y tọa độ x0 y0 bán kính r sẽ có dạng x chữ x0 bình phương cộng y chữ y0 bình phương bằng r bình phương. Chúng ta có phương trình bậc 2 của x y có dạng x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 sẽ là phương trình của đường tròn nếu ta có điều kiện a bình cộng b bình trừ c lớn hơn 0 và khi đó tọa độ tâm của đường tròn sẽ là a b và bán kính của đường tròn trong trường hợp này sẽ được tính theo công thức căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Chúng ta cũng có phương trình tiếp tuyến của đường tròn có tâm Y tọa độ AB và tiếp điểm M tọa độ X0 Y0 sẽ có dạng X0 trừ A đóng mở ngoặc nhân với X trừ X0 đóng mở ngoặc cộng với Y0 trừ B đóng mở ngoặc nhân với Y trừ Y0 đóng mở ngoặc bằng 0. Đối tượng thứ ba chúng ta đã được làm quen đó là phương trình đường elip. Với phương trình đường elip, chúng ta có phương trình chính tắc có dạng x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng 1. Trong đó hệ số b bình sẽ bằng a bình trừ c bình. Và đối với elip, chúng ta có đặc điểm cần ghi nhớ đó là các điểm A1, A2, B1, B2 là các đỉnh của elip và chúng ta có A1, A2, là độ dài trục lớn bằng 2a, b1b2 là độ dài trục nhỏ bằng 2b. Tiêu cự của elip là f1f2 bằng 2c. Trong chương 3 chúng ta cũng làm quen với hai công thức quan trọng cần phải ghi nhớ. Công thức thứ nhất đó là công thức tính góc giữa hai đường thẳng. Nếu như hai đường thẳng có vectơ pháp tuyến lần lượt có tọa độ là a1b1 và a2b2 và phi là góc giữa hai đường thẳng khi đó chúng ta sẽ có cos phi sẽ bằng trị tuyệt đối của A1 A2 cộng B1 B2 chia cho tích của căn bậc 2 của A1 bình cộng B1 bình với căn bậc 2 của A2 bình cộng B2 bình. Chúng ta có công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng sẽ có dạng là trị tuyệt đối của A nhân x0 cộng B nhân y0 cộng C trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Như vậy trên màn hình sẽ là khái quát các kiến thức quan trọng mà chúng ta đã được uh, tiếp cận và tìm hiểu trong chương trình chương 3 hình học 10, phần phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng làm các bài tập để ôn tập lại các kiến thức chúng ta đã được học. Phần đầu tiên, xin mời các em chúng ta sẽ cùng ôn tập các câu hỏi dưới dạng hình thức trắc nghiệm. Mời các em chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Bài 1. Cho đường thẳng D có phương trình tham số x bằng 5 cộng t y bằng trừ 9 trừ 2t với t là tham số nhận giá trị thực. Trong các phương trình sau, phương trình nào sẽ là phương trình tổng quát của đường thẳng D? Chúng ta có 4 phương án. Phương án A, phương trình 2x cộng y trừ 1 bằng 0. Phương án B, phương trình 2x cộng 3y cộng 1 bằng 0. Phương án C, x cộng 2y cộng 2 bằng 0. Và phương án D, cộng 2y 2 0. Mời các em chúng ta xác định câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Để chuyển từ phương trình tham số của đường thẳng sang phương trình tổng quát thì chúng ta sẽ cần phải xác định tọa độ một điểm nằm trên đường thẳng và tọa độ của vectơ phát tuyến. Mời các em chúng ta cùng theo dõi lời giải trên màn hình. Vector chỉ phương của đường thẳng D ta ký hiệu là vector U tọa độ 1 chứ 2 nên ta có vector phát tuyến của đường thẳng sẽ là vector N có tọa độ 2, 1. Đường thẳng D đi qua điểm ta ký hiệu là điểm M tọa độ 5 chứ 9 ứng với giá trị T bằng 0 nên chúng ta sẽ có phương trình 2 nhân với x chứ đi 5 cộng với 1 nhân với y cộng 9 bằng 0 tức là ta rút dọn đi được kết quả 2x cộng y trừ 1 bằng 0. Như vậy, đối chiếu với 4 phương án mà đề bài cho thì chúng ta sẽ có phương án đúng là phương án A. Tiếp theo, mời các em chúng ta chuyển sang bài số 2. Cho đường thẳng D có phương trình tổng quát dạng x cộng 2y cộng 4 bằng 0 và một đường thẳng K có phương trình tổng quát 3x cộng y bằng 0. Số đo góc giữa hai đường thẳng D và K sẽ là phương án A 30 độ, phương án B 60 độ, phương án C 45 độ và phương án D 90 độ. Mời các em chúng ta cùng xác định hai yếu tố để tính được góc giữa hai đường thẳng đó là các vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng và từ đó chúng ta sử dụng công thức để suy ra góc. Với đường thẳng D, chúng ta sẽ có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là 1, 2, ta ký hiệu là vectơ N1. Với đường thẳng K, chúng ta xác định được vectơ pháp tuyến, ta ký hiệu là vectơ N2 có tọa độ là 3, 1. Như vậy, cos của góc giữa hai đường thẳng D và K sẽ bằng trị tuyệt đối của 1 x 3 cộng 2 x 1 chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình nhân với căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình. Và từ đây chúng ta rút gọn đi được kết quả là 1 trên căn 2. Với cos của góc giữa hai đường thẳng cho kết quả là 1 trên căn 2, chúng ta suy ra góc giữa hai đường thẳng sẽ bằng 45 độ. Vậy đối chiếu với các phương án mà đề bài đưa cho, chúng ta kết luận đáp án đúng ở đây là đáp án C. Như vậy, bài số 2 của chúng ta đã được giải quyết xong. Mời các em chúng ta tiếp tục chuyển đến bài số 3. Bài số 3 cho đường tròn C có phương trình dạng x bình cộng y bình trừ 2x cộng 2y trừ 2 bằng 0. Tọa độ tâm y và bán kính r của đường tròn sẽ là Chúng ta có phương án A, tâm y tọa độ 1, 1, bán kính đường tròn r bằng 2. Phương án B, tâm y tọa độ 1 1, bán kính R bằng căn 2. Phương án C, tâm mi tọa độ trừ 1, 1 bán kính R bằng căn 2. Và phương án D, tâm mi tọa độ 1 trừ 1 bán kính R bằng 2. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Từ phương trình đường tròn cho ở trên, chúng ta sẽ xác định được các hệ số A bằng 1, B bằng trừ 1, và C bằng trừ 2. Chúng ta thiết lập biểu thức A bình cộng B bình trừ C sẽ bằng 1 bình phương cộng với trừ 1 bình phương trừ đi trừ 2 cho kết quả bằng 4. Như vậy từ đây chúng ta xác định được tọa độ tâm Y sẽ là 1 trừ 1 và bán kính của đường tròn là căn bậc 2 của 4 là bằng 2. Như vậy từ đáp án chúng ta vừa đưa ra Chúng ta đối chiếu với bốn phương án mà đề bài cho thì ta thấy phương án đúng ở đây là phương án D. Như vậy bài số 3 của ta đã được giải quyết xong. Mời các em chúng ta cùng theo dõi bài số 4. Cho đường tròn C có tâm là gốc tọa độ O, tọa độ là 00 và tiếp xúc với đường thẳng K có phương trình tổng quát là 8x 6y 60 bằng 0. Khi đó bán kính của đường tròn C là Chúng ta có 4 phương án. Phương án A bằng 4. Phương án B 6. Phương án C 8. Phương án D 10. Mời các em chúng ta cùng ghi nhớ lại điều kiện để đường tròn tiếp xúc với đường thẳng K là gì và từ đó chúng ta xác định được bán kính của đường tròn C. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Ở đây chúng ta đã có kiến thức đó là Đường tròn C sẽ tiếp xúc với đường thẳng K khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm của đường tròn C tức là điểm O đến đường thẳng K sẽ bằng bán kính. Như vậy, điểm O là gốc tọa độ có tọa độ là 00 và đường thẳng K cho phương trình tổng quát đã biết, chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng K và kết quả đó chính là độ dài bán kính của đường tròn C. Chúng ta sẽ áp dụng công thức khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng K và chúng ta có kết quả. Trị tuyệt đối của 8 x 0 trừ 6 x 0 cộng với 60 chia cho căn bậc 2 của 8 bình cộng với trừ 6 bình và kết quả bằng 60 phần 10 và ta tính ra được kết quả là bằng 6. Chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B. Như vậy bài 4 của chúng ta đã được giải quyết xong. Bây các em chúng ta tiếp tục với câu hỏi cuối cùng của phần trắc nghiệm. Nội dung bài số 5 trong phần trắc nghiệm như sau. Cho elip E có phương trình chính tắc dạng x bình trên 100 cộng y bình trên 36 bằng 1. Trong các điểm sau, điểm nào sẽ là tiêu điểm của elip E? Chúng ta có bốn phương án. Phương án thứ nhất, điểm có tọa độ 10 0. Phương án thứ hai, điểm có tọa độ phương Phần thứ ba, điểm có tọa độ 40 và phần thứ tư, điểm có tọa độ -80. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Với phương trình chính tắc của elip cho như trên, chúng ta có a bình sẽ bằng 100, b bình bằng 36. Từ đó chúng ta sẽ có c bình bằng a bình trừ b bình là bằng 64. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra hệ số C sẽ bằng 8. Vậy ta sẽ có tọa độ các tiêu điểm là 8, 0 hoặc là trừ 8, 0. Và chúng ta chọn đáp án D. Như vậy qua 5 câu hỏi ở phần trắc nghiệm chúng ta đã nhắc lại toàn bộ phần kiến thức của chương 3 phần uh, hình học 10 từ phương trình đường thẳng đến phương trình đường tròn, phương trình elip và cả tiếp tuyến của đường tròn. Tiếp sau đây, mời các em chúng ta sẽ cùng luyện tập sâu hơn với các bài tập tự luận. Chúng ta có bài đầu tiên trong phần tự luận. Thầy cho điểm A tọa độ 2 1, điểm B tọa độ 0 5 và điểm C tọa độ -5 10. Yêu cầu đầu tiên, hãy tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm Y đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Yêu cầu thứ hai, chứng minh 3 điểm Y, G, H thẳng hàng và viết phương trình đường thẳng đi qua 3 điểm đó. Yêu cầu thứ ba, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm A. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài và dành thời gian thực hiện lời giải và tìm ra đáp án trước khi xem tiếp phần tiếp theo của bài giảng. Với câu hỏi đầu tiên là tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC thì chúng ta đã có công thức tính tọa độ trọng tâm của một tam giác từ học kỳ 1. Đó là trung bình cộng tọa độ 3 đầu mút của ba đỉnh tam giác. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ dễ dàng xác định được tọa độ trọng tâm G với hoành độ sẽ bằng 2 cộng 0 cộng với trừ 5 chia 3 và tung độ sẽ bằng 1 cộng 5 cộng với trừ 10 chia 3 và ta được đáp số là tọa độ điểm G sẽ là trừ 1 trừ 4 phần 3. Đối với yêu cầu thứ hai xác định tọa độ trực tâm H thì chúng ta ghi nhớ lại H là trực tâm của tam giác tức là sẽ là giao điểm của ba đường cao. Như vậy muốn xác định được tọa độ điểm H chúng ta chỉ cần viết phương trình hai đường cao của tam giác và ta sẽ tìm tọa độ giao điểm của hai đường cao đó thì kết quả chính là tọa độ của điểm H. Với định hướng trên, chúng ta sẽ có lời giải như sau. H là trực tâm của tam giác ABC, suy ra AH sẽ vuông góc với BC và BH sẽ vuông góc với AC. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng AH. Đường thẳng AH sẽ đi qua điểm A tọa độ 21 và có vectơ phát tuyến chính là vectơ BC có tọa độ là -5, -15 hay chúng ta có thể chọn một vector pháp tuyến có tọa độ đơn giản hơn, ta ký hiệu là vector n có tọa độ là 1 3. Vậy phương trình đường thẳng AH sẽ có dạng 1 nhân x trừ 2 cộng 3 nhân y trừ 1 bằng 0 và rút gọn đi chúng ta được x, x 3y 5 0. Thực hiện thao tác làm tương tự, chúng ta có đường thẳng BH, ta sẽ chọn đi qua điểm B có tọa độ là 0 5 và có vectơ pháp tuyến là vectơ AC có tọa độ là 7, 11. Từ đây, phương trình của đường thẳng BH sẽ có dạng 7 nhân x trừ x 0 cộng với 11 nhân y 5 bằng 0. Và ta rút gọn đi được phương trình 7x cộng 11y 55 bằng 0. Với việc chúng ta xác định được tọa độ hai đường cao AH và BH, ta sẽ thiết lập hệ phương trình tạo bởi phương trình các đường AH và BH. Từ đây giải hệ phương trình chúng ta sẽ được tọa độ điểm H. Thao tác giải hệ là thao tác đơn giản, việc này xin dành cho các em. Ở đây thầy xin phép được nêu ra kết quả nghiệm của hệ phương trình. Giải hệ chúng ta sẽ được điểm H có tọa độ là 11 trừ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm tọa độ tâm Y đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Như vậy đến thời điểm này chúng ta có nhiều cách để tìm được tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất và chúng ta không cần phải mất thời gian tư duy quá nhiều đó chính là chúng ta dùng phương trình của đường tròn và dựa trên các yếu dữ kiện của đề bài chúng ta xác định các hệ số trong phương trình đường tròn. Mời các em chúng ta cùng quan sát lên màn hình để theo dõi lời giải. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chúng ta đặt có dạng là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 với a bình cộng b bình trừ c sẽ lớn hơn 0. Vì đường tròn của chúng ta đi qua 3 điểm a, b, c nên tọa độ các điểm a, b, c sẽ thỏa mãn phương trình của đường tròn. Tức là ta sẽ có một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c như sau. Phương trình đầu tiên 2 bình phương cộng 1 bình phương trừ đi 4A trừ đi 2B cộng C bằng 0. Phương trình thứ hai 0 bình phương cộng 5 bình phương trừ 10B cộng C bằng 0. Và phương trình thứ ba trừ 5 bình phương cộng với trừ 10 bình phương cộng 10A cộng 20B cộng C bằng 0. Và đây là hệ 3 ẩn 3 phương trình bậc nhất là một kiến thức quen thuộc của chúng ta trong phần đại số 10 thầy tiếp tục sẽ không giải hệ ở đây và phần giải hệ này sẽ dành lại cho các em và thầy xin phép sẽ viết ra kết quả nghiệm của hệ phương trình. Giải hệ chúng ta sẽ được A bằng trừ 7, B bằng trừ 1, C bằng trừ 35 và chúng ta dễ thấy ba hệ số này thỏa mãn điều kiện A bình cộng B bình trừ C lớn hơn 0. Từ đây chúng ta sẽ xác định tọa độ tâm của đường tròn sẽ là trừ 7 trừ 1. Như vậy, ba câu hỏi liên quan đến tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác, đó là trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp đã được giải quyết xong và nhắc chúng ta về tất cả các kiến thức chúng ta đã được học trong chương 3 hình học 10 phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với câu B. Yêu cầu của câu B là chứng minh các điểm I, G, H thẳng hàng và viết phương trình đường thẳng đi qua ba điểm đó. Việc chứng minh ba điểm thẳng hàng cũng là một kiến thức chúng ta đã được học trong chương trình học kỳ 1 và chúng ta có phương pháp đó là điều kiện cùng phương của hai vectơ để xác định xem ba điểm cho trước có thẳng hàng hay không. Tuy nhiên trong phần này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thứ hai đó là nếu như ba điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó và chúng ta kiểm tra xem điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không. Vậy mời các em, chúng ta sẽ chọn ra hai trong số 3 điểm này và chúng ta viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm và thực hiện kiểm tra đối với điểm thứ ba. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Ở trên màn hình thầy sẽ lựa chọn việc viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm H và Y Vậy đường thẳng HI ta sẽ chọn đi qua điểm H có tọa độ là 11 trừ 2 và khi đó sẽ có vector chỉ phương chính là vector IH chúng ta tính ra sẽ có tọa độ là 18 trừ 1. Và từ đây chúng ta sẽ xác định được vector pháp tuyến của đường thẳng IH ta ký hiệu là vector N có tọa độ 1, 18. Và ta sẽ viết phương trình tổng quát của đường thẳng IH sẽ có dạng 1, nhân với x trừ 11 cộng với 18 nhân với y trừ đi trừ 2 bằng 0. Và chúng ta được phương trình x cộng 18y cộng 25 bằng 0. Chúng ta lưu ý, uh, trong phần này các em có thể lựa chọn viết phương trình tổng quát hay phương trình tham số đều được. Uh, về tính đơn giản của trình uh, bày thì thầy sẽ chọn viết theo phương trình tổng quát. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem điểm G có tọa độ trừ 1, trừ 4 3 có nằm trên đường thẳng IH này hay không. Vậy cách kiểm tra hết sức đơn giản, chúng ta sẽ thay tọa độ điểm G là trừ 1, trừ 4 3 vào phương trình của đường thẳng IH và chúng ta sẽ được vế trái trở thành là trừ 1 cộng với 18 nhân với trừ 4 3 cộng 25 và chúng ta thực hiện tính toán thấy kết quả bằng đúng không. Như vậy, từ đây ta có tọa độ điểm G thỏa mãn phương trình đường thẳng IH hay nói cách khác, điểm G sẽ nằm trên đường thẳng IH và từ đây ta sẽ suy ra ba điểm IGH thẳng hàng. Và với cách làm như trên thì chúng ta sẽ trả lời được luôn câu hỏi thứ hai là viết phương trình đường thẳng đi qua ba điểm IGH và đó chính là phương trình X cộng 18I cộng 25 bằng 0. Như vậy, nếu như bạn nào lựa chọn À, cách kiểm tra 3 điểm thẳng hàng dựa trên uh, tính chất về sự cùng phương của hai vector thì đến ý sau chúng ta lại phải tiếp tục viết phương trình đường thẳng. Vậy thì thay vì chúng ta phải làm hai thao tác hoàn toàn độc lập như vậy thì ta sẽ chọn viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm trước và sau đó là kiểm tra điểm còn lại. Như vậy, yêu cầu thứ hai của bài 1 đã được giải quyết xong. Mời các em chúng ta sẽ cùng sang yêu cầu thứ ba của bài 1 yêu cầu thứ ba là viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác abc tại điểm a đây là câu hỏi liên quan đến phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên đường tròn và chúng ta đã có công thức để viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn mời các em chúng ta cùng ghi nhớ lại công thức và xác định các yếu tố trong công thức như tọa độ tâm và tọa độ tiếp điểm để từ đấy ta viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn Xin mời các em chúng ta cùng làm bài. Theo câu trên thì chúng ta đã xác định tọa độ tâm Y là trừ 7, trừ 1. Và tiếp điểm ở đây là điểm A tọa độ 2, 1. Vậy thì chúng ta đã có hai yếu tố để thay vào công thức phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm. Từ đây chúng ta sẽ có phương trình có dạng 2 trừ đi trừ 7 nhân x trừ 2 cộng với 1 trừ đi trừ 1 nhân y trừ 1 bằng 0 và rút gọn thì ta sẽ được kết quả 9x cộng 2y trừ 20 bằng 0. Như vậy đây chính là phương trình tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm A. Như vậy ba yêu cầu của bài 1 đã được hoàn thành. Tiếp theo đây mời các em chúng ta cùng sang bài số 2. Bài 2 có yêu cầu đề bài như sau. Cho đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình 2x trừ 2y bằng 0 và đường thẳng D có phương trình x trừ y cộng 3 bằng 0. Chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn C, biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng D. Yêu cầu thứ hai, ta gọi F và B lần lượt là giao điểm của đường tròn C với trục OX và OY các giao điểm này khác với góc tọa độ. Viết phương trình đường elip nhận B là một đỉnh của elip và F là một tiêu điểm. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài và suy nghĩ tìm ra lời giải cho bài toán trước khi xem phần tiếp theo của bài giảng. Đối với bài toán viết phương trình tiếp tuyến khi biết phương của tiếp tuyến, chúng ta cũng đã được làm quen trong các tiết học trước tuy nhiên trong tiết học trước chúng ta đã làm trường hợp là tiếp tuyến song song với một đường thẳng vậy trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ làm uh, câu hỏi tương tự nhưng với điều kiện là tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng vậy thì chúng ta cần phải ghi nhớ mối liên hệ giữa hai đường thẳng vuông góc từ đây chúng ta sẽ xác định được dạng của đường thẳng và ta sẽ sử dụng điều kiện là tiếp tuyến của đường tròn để xác định đầy đủ các hệ số của đường thẳng đó Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Đầu tiên, chúng ta vẫn xác định ở tọa độ tâm và bán kính của đường tròn C. Chúng ta có hệ số A bằng 1, B bằng 1 và C bằng 0. Từ đây, chúng ta có hệ thức A bình cộng B bình trừ C sẽ bằng 2 và ta suy ra tọa độ tâm Y sẽ là 1, 1 và bán kính R sẽ bằng căn 2 ta gọi đường thẳng k là đường thẳng vuông góc với đường thẳng d thì như chúng ta đã biết nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì vectơ pháp tuyến của đường thẳng d sẽ chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng k và từ đây chúng ta sẽ xác định được vectơ pháp tuyến của đường thẳng k à, vì câu hỏi này chúng ta đã được làm rất là nhiều cho nên thầy sẽ làm tắt bước này trên màn hình sẽ suy ra luôn phương trình đường thẳng k sẽ có dạng x cộng y cộng c bằng 0 và như vậy chúng ta có một hệ số c cần phải đi xác định và muốn xác định c chúng ta dựa vào dữ dự kiện đường thẳng là tiếp tuyến với đường tròn thì ta sẽ suy ra khoảng cách từ tâm của đường tròn đến đường thẳng đó bằng bán kính r vậy từ đây chúng ta sẽ có phương trình để tìm c mời các em chúng ta cùng quan sát trên màn hình đường thẳng k là tiếp tuyến của đường tròn c khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng K bằng R. Như vậy chúng ta sử dụng công thức khoảng cách thì ta được phương trình trị tuyệt đối của 1 cộng 1 cộng C chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình bằng căn 2. Và chúng ta rút gọn phương trình này đi được kết quả trị tuyệt đối của 2 cộng C bằng 2. Và giải phương trình này thì chúng ta được hai giá trị của C là C bằng 0 hoặc C bằng chữ 4. Như vậy từ đây chúng ta sẽ kết luận được có hai phương trình đường thẳng vuông góc với D là tiếp tuyến của đường tròn C. Đó là các đường thẳng có phương trình x cộng y bằng 0 và x cộng y trừ 4 bằng 0. Như vậy yêu cầu đầu tiên chúng ta đã giải quyết xong. Mấy các em chúng ta sẽ tiếp tục với yêu cầu thứ hai. Trong yêu cầu thứ hai thì chúng ta có một cái chi tiết là F và B là giao điểm của đường tròn C với các trục tọa độ OxOy. Như vậy đầu tiên, chúng ta sẽ đi xác định tọa độ các điểm F và B. Với điểm F nằm trên trục Ox nên tung độ của điểm F sẽ bằng 0. Vậy điểm F sẽ có tọa độ dạng x0. Và điểm F nằm trên đường tròn C nên suy ra tọa độ điểm F sẽ thỏa mãn phương trình đường tròn C và chúng ta sẽ thay tọa độ điểm F vào, ta sẽ thu được phương trình có dạng x bình trừ 2x bằng 0. Giải phương trình này thì chúng ta sẽ được x bằng 0 và x bằng 2. Nhưng vì đề bài cho f là khác gốc tọa độ, tức là hoành độ điểm f khác 0, nên ở đây thầy xin phép được trình bày ngắn gọn ra được kết quả x sẽ bằng 2. Và ta sẽ kết luận điểm f có tọa độ là 2, 0. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác tương tự với điểm B và ta có điểm B tọa độ 0 2. Như vậy, với việc xác định được tọa độ điểm F và điểm B thì chúng ta sẽ đưa về bài toán viết phương trình chính tắc của elip khi biết tọa độ một đỉnh và tọa độ một tiêu điểm. Đây cũng là một câu hỏi quen thuộc chúng ta đã làm trong phần bài học liên quan đến elip, mời các em chúng ta cùng ghi nhớ lại kiến thức và chúng ta viết phương trình của đường elip trong tình huống này. Phương trình elip như chúng ta biết vẫn có dạng x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng 1 và với b bình sẽ bằng a bình trừ c bình. Chúng ta có hai dữ kiện, dữ kiện điểm F tọa độ 20 là tiêu điểm của elip, tức là hệ số c sẽ bằng 2. Điểm B có tọa độ 02 là một đỉnh của elip và đỉnh này nằm trên trục OI, tức là trục nhỏ của elip. Như vậy, chúng ta sẽ suy ra được hệ số b sẽ bằng 2. Và như vậy, chúng ta sẽ được a bình phương sẽ bằng b bình phương cộng c bình phương và thay số vào, chúng ta được kết quả bằng 8. Vậy với việc chúng ta có a bình bằng 8 và đã có hệ số b bằng 2 thì từ đây chúng ta sẽ viết được phương trình chính tắc của elip sẽ là x bình trên 8 cộng y bình trên 4 bằng 1. Như vậy yêu cầu thứ hai của chúng ta cũng đã được giải quyết xong. Qua hai bài tập ở phần tự luận trên thì chúng ta một lần nữa đã được khắc sâu kiến thức về phương trình đường thẳng, đường tròn, đường elip và mối quan hệ giữa ba đối tượng này. Vậy qua tiết học buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những nội dung ta đã đề cập đến. Đầu tiên, chúng ta đã ôn tập lại lý thuyết về phương trình đường thẳng, đường tròn và elip chúng ta cũng đã ôn tập lại các công thức tính khoảng cách và góc và thứ ba chúng ta đã cùng luyện tập các bài tập tổng hợp liên hệ giữa các đường hy vọng rằng à, qua các bài tập ngày hôm nay chúng ta đã một lần nữa khắc sâu lại kiến thức và củng cố kỹ năng của mình cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau xin chúc các em học tốt